Chúa vì Chúa cho Ban Y tế Xã hội của Hội Thánh có dịp để tổ chức một sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Sài Gòn. Mà số lượng người đăng ký hiến máu kỳ này là vượt trội hơn những lần trước rất là nhiều. Theo như sự kêu gọi với cái tinh thần hiến máu để giúp đỡ, để cứu người, thì đây là một cái gương của Chúa cho chúng ta thấy rằng vì tình yêu thương, Chúa yêu thương, Chúa hy sinh cái giọt máu của Chúa để cứu mình. Bây giờ mình cũng vì yêu thương để mà mình có cái giọt máu để mà giúp đỡ cho những người đang gặp cái tình trạng nguy kịch. Trong công tác nào thì cũng có mặt thuận lợi, cũng có mặt khó khăn. Mặt thuận lợi là được Hội Thánh hỗ trợ, và kỳ này thì được Ban Truyền thông hỗ trợ rất là nhiệt tình, cho nên là số người đăng ký trên mạng cũng là rất là nhiều so với những lần trước cô kêu gọi mà đăng ký giấy ha. Nhưng mà có cái mặt khó khăn là khi mà số người đăng ký rất là nhiều, nhưng mà đến đây có những trường hợp là không có đủ tiêu chuẩn cho nên không được hiến máu, phải ra về một cách rất là tiếc. Hôm nay đây là lần thứ 6 của em đi làm hiến máu của em. 3 lần trước em được hiến máu tại trường đại học, và 2 lần thì em được hiến máu tại trường cấp 3 của em, và hôm nay được hiến máu tại Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn của em tại đây. Tôi đã hiến máu ở thành phố Hồ Chí Minh là 14 lần, 2 lần ở Nha Trang với 2 lần ở Hà Nội, tính ra là được 18 lần rồi. Mỗi lần hiến máu là một cái điều gì đó em làm cho nghĩa cử cộng đồng và niềm vui nghĩa cử cho cả tập thể và cá nhân một người nào đó đang bị bệnh. Và khích lệ đây là em là một con cái Chúa, và em được thể hiện sự trưởng thành cũng như là niềm tin của mình, ngoài là thể hiện sự cộng đồng bên ngoài xã hội, và cũng thể hiện mình làm con cái Chúa. Thì việc hiến máu trước hết là rất là có lợi cho bản thân, bởi vì cơ thể có cơ hội tái tạo máu mới và giúp cho người mình nó khỏe khoắn. Còn niềm vui khác nữa, đó là niềm vui được chia sẻ sự sống cho người khác. Cứ thử tưởng tượng, hình dung cái tình huống là người thân của mình trong một cái tình huống khẩn cấp cần máu mà lại không có máu để tiếp thì sẽ tồi tệ như thế nào. Chính vì vậy, cái khẩu hiệu của hiến máu rất là rõ ràng là hiến máu cứu người, đó là mình đem lại cái sự sống cho người khác. Đó là một cái niềm vui cho bản thân. Nếu em được kêu gọi mời thời được hiến máu thì em sẽ vì đây là một cái nghĩa cử cộng đồng, tất cả mọi người đều có thể làm được. Nếu như mình có thể sự bằng cái trái tim của mình, bằng cái lòng mà thật sự là mình muốn vì xã hội và mình muốn cái tâm của mình có, thì lúc đó mình sẽ hiến máu cho mọi người, không phải vì cá nhân mình mà là vì cộng đồng.